phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật là gì, so sánh nó như thế nào với nhau và chúng ta ứng dụng nó trong việc đầu tư chứng khoán hàng ngày như thế nào là hợp lý. Thì hôm nay qua sẽ chia sẻ cho anh chị cái kinh nghiệm của mình trong việc sử dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong việc đầu tư chứng khoán Việt Nam. Quang đã đầu tư ở thị trường này 4-5 năm rồi. Thì đây là cái trải nghiệm của mình về hai cái này. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phân tích kỹ thuật. Thì phân tích kỹ thuật là dựa vào cái gì? Những cái số liệu nha, những cái số liệu được hình thành ra cố định và mình sẽ dựa vào đó mình tính toán điểm mua, điểm bán. Ví dụ như là gì? biểu đồ đầu thị. biểu đồ đầu thị. ví dụ như ở đây anh chị thấy những cây nến này được gọi là gì? Là gọi là nến Nhật hay là những cái đường đường trên đường dưới này thì được gọi là Bollinger band những cái đám mây ở đây được gọi là mây Ichimoku hay là những cái đường xanh đỏ vàng tím thì được gọi là đường MA, đường trung bình giá hay là cái phần bên đây được gọi là volume profile hay là vùng nhà tư kẹt nhiều thì đó là các cái chỉ báo kỹ thuật thì chúng ta sẽ dựa vào những cái chỉ báo kỹ thuật đó để chúng ta đưa ra cái nhận định tùy vào góc nhìn của mỗi nhà tư khác nhau để quyết định là thị trường tăng hay thị trường giảm và không quan tâm tới yếu tố là tin tức hay bất cứ cái gì cả đó là gọi là phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản là gì là phân tích dựa trên cái yếu tố của doanh nghiệp đó ví dụ như các thông số về giá trị sổ sách các chỉ số b trên e b trên s gì đó rất là nhiều thứ các chỉ số về báo cáo tài chính kinh tế tình hình của nhóm ngành tình hình giá nguyên vật liệu rồi kỳ vọng tương lai hiện tại tương lai và sau đó như thế nào thì ta gọi là phân tích cơ bản vào nội tại của doanh nghiệp thì hai cái này thì có một số cái bảng so sánh như ở đây anh chị có thể nhìn thì phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nha là xác định nội tại còn phân tích kỹ thuật là chỉ ra là điểm mua điểm bán nha cụ thể luôn và phân tích kỹ thuật á, thì người ta thường chỉ đầu tư ngắn hạn hoặc là trung hạn còn phân tích cơ bản thì là đầu tư trung và dài hạn tức là rất là lâu rồi yếu tố kế tiếp là gì dựa trên các chỉ số rất là nhiều cái còn phân tích cơ bản thì sao các chị báo kết quả kinh doanh sức khỏe tài chính người ta công bố cho mình cái gì sau đó mình sẽ dùng cái đó để mình đánh giá cái doanh nghiệp nha đánh giá cái doanh nghiệp theo một cách truyền thống rồi thì đó quan nói sơ về cái lý thuyết cho anh chị nhà đầu tư thì ở đây chúng ta áp dụng gì? Nãy giờ là chỉ đọc một cái anh chị biết thôi thì với quan ở đây quan chỉ nói với anh chị là cái phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật Việt Nam chúng ta cần phải linh động hoạt động nó lên linh động áp dụng vào cái việc đầu tư hàng ngày hơn là việc là gì mình quá đề cao cái đó nhất là cái phân tích cơ bản nha nhất là cái phân tích cơ bản là một cái mà đa phần tất cả nhà đầu tư kể cả quan lúc mà mình tham gia thị trường này ai cũng sẽ đi theo phân tích cơ bản hết tức là mình đi tính thử các cái chỉ số ví dụ như đây mình thử coi cái con Novaland đi ha Novaland mình sẽ bắt đầu đi coi cái B trên E rồi cái giá trị sổ sách của nó những cái gì những cái thông số hoặc là mình đi coi gì tài chính của nó không các cái kết quả kinh doanh nè những cái chỉ ba b trên e b trên s b trên b đồ nè mình sẽ coi những cái này mình tính toán roa roe gì đó rất là nhiều thứ rồi mình đánh giá coi cái doanh nghiệp này nó ok không thì với quan ở đây theo kinh nghiệm đầu tư bốn năm năm của quan nha chúng ta chỉ áp dụng cơ bản ở đâu ví dụ như mình dự phóng hự coi bây giờ tình hình hiện tại bây giờ là mình tháng tư thì tới khoảng tháng 7, tháng 8, tháng 7, tháng 8 hoặc là cuối năm thì cái ngành nào được hưởng lợi hoặc là với cái chu kỳ kinh tế hiện tại cái ngành nào được hưởng lợi mình dự phóng đơn giản như vậy rồi mình phải gì mình áp dụng nó vào cái việc là cổ phiếu mình sử dụng phân tích kỹ thuật mình mới tìm điểm mua rồi mình mua cổ phiếu chứ không phải là mình dựa vào cái này mình phân tích doanh nghiệp nó tốt cái mình mua vào thì đôi khi doanh nghiệp nó không tăng cổ phiếu nó không tăng nó sẽ rất là sai cái này giống như là gì giữa sách giáo khoa và thực tế sách giáo khoa nói doanh nghiệp đó rất tốt nói doanh nghiệp đó có cơ bản một thứ mọi cái chỉ báo này là điều đẹp nhưng thực tế ở trong thị trường chúng ta doanh nghiệp đó cái mã chứng khoán ở trên sàn có đội lái không mạnh phải không có đội lái không mạnh hoặc là đội lái đó chỉ chỉ gì không có luôn không có luôn hay cái cổ phiếu của mình đôi khi cơ bản nó rất tốt nhưng nó không tăng giá nhưng cái mã gì nhưng cái mã có đội lái khỏe cơ bản nó chỉ là vừa đủ ok thì nó đôi khi nó lại tăng rất rất mạnh hơn so với những cái mã khác ra những cái mã khác nên thành ra cái mà quang muốn nói với anh chị ở đây đó là khi chúng ta đầu tư chúng ta hãy ưu tiên là hiên về kỹ thuật hơn cơ bản cơ bản chúng ta chỉ cần phù hợp là gì doanh nghiệp đó không vi phạm pháp lý doanh nghiệp đó làm ăn đàng hoàng hoặc là nó không cần nó có lãi cũng được tuy nhiên là nó phải làm ăn đàng hoàng nó không có dính tới những cái vấn đề pháp lý hoặc là lùm xùm trong ngắn hạn trong 3 tới 5 tháng trở lại đây anh chị cứ cần tìm hiểu cái con đó có bị thanh tra có bị gì có bị xử lý cái vấn đề gì liên quan tới pháp luật hay không thì cái đó nó ok hơn là việc chúng ta đi nghiên cứu về doanh nghiệp đó cơ bản nó có tốt không vì có nó còn quan trọng vào cái vấn đề thực tế nha là đội lái trên thì có thể là không mạnh ví dụ anh chị nói con ga đi chẳng hạn là một cái con có cơ bản rất tốt phải không cơ bản con ga là một con rất tốt tuy nhiên anh chị thấy nó đâu có tăng được đâu vì sao vì đội lái trên thị trường của nó là dùng nó để khống chế VIN30 khống chế cái chỉ số chúng ta đi lên đi xuống bây giờ anh chị có thể thấy nó đã giảm rất mạnh từ 110 xuống còn có 92 mất gần 20.000 thì theo kỹ thuật ở đây nó hơn nó sẽ có cái nhịp là gì hồi kỹ thuật đi lên Tuy nhiên Tuy nhiên đầu tư về giá trị mà chúng ta như vậy là chúng ta sẽ chết dễ chết vì cổ phiếu chúng ta không sinh ra lợi nhuận chúng ta cầm hàng chục tháng cũng không có tác dụng gì cả thay vì những cái con gần như nó không có cơ bản gì cả cơ bản của nó là chỉ là thuộc dạng một cái doanh nghiệp bình thường hết sức bình thường luôn nhưng quá khứ nó có thể đẩy được những cơn sóng từ 20 30 trăm. thì đầu tư bản chất là gì là đem lại lợi nhuận cho chúng ta đem lại lợi nhuận cho túi của mình cho nó nở lên chứ không phải là chúng ta bỏ đó mất thời gian và nó không được gì cả nha đó đó là cái kinh nghiệm của quan trong việc là cơ bản và kỹ thuật thì mình cần phải áp dụng linh động nó lên cơ bản mình chỉ cần phân tích sơ sơ coi doanh nghiệp đó nó ổn là được rồi không cần phải ép nó thật là tốt sau đó mình sẽ dùng cái kỹ thuật để mình đánh giá là cái con này đổi lái nó tốt không cái chu kỳ tăng giá nó khỏe hay không mỗi lần kéo thì nó có dứt khoát hay không và cái khối lượng giao dịch là cũng là cái kỹ thuật luôn á nó ổn để chúng ta mua vào sau đó chúng ta hót hàng được hay không là những cái mình cần phải quan trọng chứ không phải là mình nói doanh nghiệp đó cực kỳ tốt về cái cơ bản về cái kỳ vọng tương lai nhưng đầu tư vài năm trời nó cũng không tăng. Nó không chi cổ tức luôn thì chúng ta đầu tư làm gì? À, chúng ta đầu tư làm gì? Đó là cái sơ sơ của quan về cái kinh nghiệm thực chiến. Cũng như là ở đây thì anh chị có thể vào trang chứng khoán nq.vn ở đây. Anh chị có thể ke vào một chia sẻ kiến thức để xem những cái kiến thức khác mà quan chia sẻ với anh chị. Thì đây là đa phần là anh chị nghe thì có vẻ là nó khá là bình thường nhưng là mình phải trải qua một cái giai đoạn thời gian rất lâu để có thể hình dung được cái vấn đề chỉ cơ đơn giản giữa cơ bản và kỹ thuật thôi mình đã từng đầu tư những cái con có cơ bản rất tốt siêu siêu là tốt luôn nhưng mà bốn năm tháng nó không tăng giá dù nó nhìn nó gần rất nó không tăng giá vì sao vì đa phần tất cả nhà đầu tư có vốn to mà chỉ mới bắt đầu tìm hiểu quá bốn năm chục tỷ cả trăm tỷ ta mới đâu hiểu thì người ta sẽ ưu tiên mua cổ phiếu cơ bản cho nó an toàn và khi đó anh chị nhảy vào những con cơ bản thì con cơ bản nó lại không tăng người ta tăng có khi tăng được bốn năm chục phần trăm cổ cơ bản chỉ tăng được 10 tới hai nhưng mà khi thị trường mình sập thì cổ cơ bản sao cũng gãy y hịch cổ bình thường những cổ yếu hơn những cổ có cơ bản kém hơn bình thường ha chưa kể là ở Việt Nam chúng ta còn cái vấn đề là kết quả kinh doanh nó ra không đúng. đúng không anh chị có thể đi qua các cái giai đoạn báo cáo kinh doanh đó chị đều thấy là luôn có việc là tục uh, tục sai lệch cái, cái báo cáo kết quả kinh doanh giữa là tự nhiên có lời hành lỗ và hành lời. chưa chắc là cái số liệu tổng là chính xác đâu nha rồi đó là cái kinh nghiệm quan ngắn tiệt là giữa cơ bản kỹ thuật là gì tốt nhất là hãy nên áp dụng cách hợp lý cơ bản ổn định thì kỹ thuật đẹp cứ mua nhưng mà cơ bản quá tốt nhưng kỹ thuật xấu hoặc là kỹ thuật nó không có sống gì cả thì chúng ta tốt nhất là đi tìm con khác nha rồi xin chào anh chị nhà tư